Xin chào các bác, chào mừng các bác đến với show bên công nhật bãi của em. Chúc các bác ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một lô cần mới về các bác nhé. Lô cần này là một lô cần tay, chủ yếu là cần tay dài tầm 7m đến 9m và không cần tay ngắn. Cần tay ngắn thì hôm qua em đăng lên một số cây thì anh em đã chốt hết rồi. Hôm nay thì sẽ còn một loạt lô cần tay dài và có một hai cây cần một hai khúc. Đấy, để cho bác thêm và cho bác chốt. Đấy, số điện thoại chốt hàng của em là 0326 267 39, em để nhớ góc màn hình nhé. Các bác ưng cái cần nào thì báo cho em. Rồi, em sẽ vào cần đầu tiên. Cây này làm chiếc cần dòng đời Tống nhá, dòng này dòng cổ này. Đây làm chiếc cần để cho bác câu biển. Con này của hãng là hãng Daiwa, dài 2m1, độ cứng thì nó là ngọn tháp, nó cứng tương đương tầm 100 đấy, cứng cao nhá. Chất liệu đây là chất liệu màu xanh xanh này, chất liệu carbon pha fit thì phải. Mà dòng này dòng hàng xịn sò nhá. Ở đây nó ghi là Daiwa 21 này, sản xuất tại Nhật. Đấy, và có dàn khuyên là dàn khuyên cổ nhá. Đầu bu là xoắn ở đây. Đầu bu là đầu bu có cái dòng dọc đấy. Đấy, khoen là giữa là khoen cổ này. Độ cứng một cái ngọn khoảng tầm 80, một ngọn khoảng tầm 100. Cứng khá cao, 21 đấy, dòng cổ rồi, thấy không? Cân nặng thì dòng này nó khá nặng, ngoại hình gần như là cái này chưa dùng đâu nhé. Rốt là bằng gỗ này, trên này thì nhìn rất là đẹp chất, vì nó là dòng cứng cao nên em bình thường em để, còn nếu mà fit thì em ít bán lắm. Con này carbon pha fit, hàm lượng có carbon bên trong. Con này sẽ mang cân nặng là 550 gram. Giá thì sẽ mềm rẻ thôi, gốc là 32, ngọn một ngọn là 4.2 ly, còn một ngọn 2.55 ly. Mã này mã số 1, các bạn đợi xíu để em gắn tem. Mã số 1, con này có giá là 550k nhé. Đấy, mã số 1 có vào đựng nhá. Vào đựng đâu nhỉ? Nhìn cái bao này đúng không? Rồi. Xong mã số 2 này. Mã số 2 cũng làm chiếc cần hai khúc. Đây là chiếc cần dòng ngọn tháp để cho bác đánh cha hoặc bác đi câu bẻ đều được. Mã số 2. Ở đây làm chiếc cần thuộc độ cứng khá cao đấy các bác nhé. Một chiếc cần dài 2m4 của hãng là Pro Mariner, chất liệu là chất liệu carbon, bát là bát Fuji, khoen thì là khoen hãng. Con này độ cứng tương đương tầm 80 đến 100, ngọn tháp 2m4 nhưng độ cứng là cứng cao, ngoại hình mới chưa dùng. Mã số 2. Đấy, cân nặng này 360 gram, gọi là 3 ly và có giá là mã số 2 nhá. Mã số 2 có giá là 600k. Sau mã số 3. Số 3 làm chiếc cần Kencrat các nhá, có chiều dài là 2m, 2 khúc. Có hộp mới, nguyên bao nguyên kiện. Đấy. Ở đây làm chiếc cần đẳng cấp nhá. Đây là chiếc cần máy máy đứng coi nhé. Một chiếc cần máy đứng size ML của hãng Kencrat, được trang bị khoen là khoen gold. Đấy, khoen là khoen gold, là khuôn cả ngoài cả trong nhá. Gold cả loại xứ xích, gold cả thân bên ngoài, full tất, dòng bản này bản hiếm nhá. Con này là được trang bị là mới tinh luôn. Đây các bác nhìn rõ nhá, dài 2m. Size ML, tải cước từ 8 đến 14 lb. Tải mồi con này khoảng tầm ML khoảng tầm 16 g rồi, về con này phôi khá cứng quá nhá. Mới tinh nhá. Còn nguyên bao. Đấy, có hộp ở đây. Giá mới con này là đang được bán giá cũ tại Nhật là khoảng tầm 3,5 triệu một cây.
Em đọc thông số cho bác này. 2 mét nhá. Cái M này là ML nhá, không phải size M đâu, cần ML. Đấy, con này thì làm trước cần máy đứng. Mã số 3. Có giá là 1.500.000 các nhá. Đấy, con hôm trước là máy ngang đắt hơn 100, con này đứng rẻ hơn 100. Mã số 4 này. Số 4 là trước cần VIP nữa nhá, một chiếc cần 2m1. Của hãng Shimano dòng HyperX, một chiếc cần mới tinh nhá. Giá mới cũng trên 3 triệu một cây nhá, 3 triệu một cây. Ở đây là chiếc cần thuộc dòng Ikeda, có chiều dài là 2m1 để cho bác đánh. Mới tinh chưa dùng qua nhá. Đấy, phôi hai da màu vàng. Chất liệu carbon HyperX. Đấy, bên trong là hai da có nhá. Quá đẹp, một chiếc cần đẹp quá nhá. Đỉnh cao đấy, con này thì ok rồi. Dòng này thì ai công nhận nó là vừa đẹp lại vừa câu vừa chất lượng. Ngọn bọn này sẽ là khoảng tầm 1 ly. Em đo ngọn trước cái tí em báo cho bác. Ngọn 0.9 ly nhá. À, con này thì nó có thông số trên thân rồi, không phải không phải báo. Đấy, mã này là mã số 4 này. Số 4 thì em đăng một lần rồi nhá. Con bác mua tất cả hai cây mà còn có một cây thôi, bác không chốt thì hôm nay em đăng tiếp cho bác chốt, bác là ưng người này chốt nhá. Đấy, có hộp có bao, nguyên zin tất, chiều dài như sau, 2m1. Hai khúc, nặng 100 à, thu gọn 112 sen, nặng 90 g. Ngọn là 0.9 ly, gốc là 21.5. Và có giá là 1.500.000 con này các bác nhá. Số 4. Mà số 5 bắt đầu sang cần tay này, số 5. Số 5 đợi xíu. À đây, số 5. Đây là một chiếc cần tay của hãng là hãng Daiwa, chất liệu carbon là carbon rút. Đấy, nắp bit này hoa hết rất đẹp. Chiều dài là 7,5 m. Độ cứng tương đương tầm 5H. Để cho bác câu chép nhá. Phôi con này sẽ là màu xanh. Độ cứng tầm 5H. Hơn 5H một xíu để cho bác câu cá chép. À, phôi ngoại hình tầm trung. Không quá đẹp nhưng mà nói chung là ổn cho bác câu nhá. Đó. Con này phôi sẽ là màu màu xanh nhưng mà ngọn sẽ là màu xám nhá. Đấy, 7,5 m cân nặng này. Nặng là 500 g. Con này tải cá khá ổn nhá. Cốc 27. Ngọn là 1.65 ly. Con này có giá là 1.400.000 các bác nhá. 7,5 m. Tiếp theo sang cây số 6. Số 6 làm chiếc cần của hãng Daiwa. Con này thì bị mất gốc coi nhá. Đây là chiếc cần Daiwa được người ta chế thành cần máy. Để em xem nào. Ngọn long phụng đồng hàng coi nhá. Con này thay ngọn rồi. Giờ chiều dài còn tầm 6,3 m. Độ cứng tương đương tầm 3H để cho bác gảy rô. Không được câu cái to, câu chép nhỏ đó nhé. Con này làm chiếc cần chính xác ra nó làm chiếc cần khoảng tầm 8m của dòng Daiwa. Nhưng mà lại mất long gốc coi nhé. Sinh ra đây là một cái cần đít zoom ở dưới của nó. Mã số 6. Cần này làm chiếc cần chế rồi. Giá sẽ bán mềm đấy nhé. Nặng là 330 g. Cứng tương đương tầm 3H, 3H một xíu. Có giá là 650 k đi cho nó nhanh chuyến nhá. Đấy, cần lỗi thì sẽ rẻ hơn. Mã số 7 này. Mã số 7 làm chiếc cần High Quality Carbon Rod. Đây là chiếc cần sản xuất tại Nhật, dòng nội địa, có chiều dài là 10m, phôi là phôi hai da các nhá. À, cái con hôm trước em có bán một cái lóng gốc khoảng tầm 6m của cái cần thế, hóa ra nó là chiếc cần của dòng này các nhá, một chiếc cần phôi hai da con này. Cực đẹp nhá, con này thì phôi hai da toàn thân.
Đấy, một chiếc cần dài 10 mét. Quanh rõ màu được chưa? Đấy. Còn hôm trước thì em thấy ngọn nó hai da cơ, con này thì em thấy không có. Có thể con này sẽ làm chiếc cần thay ngọn rồi nhưng mà rất ok nhé. Ngọn rất là dẻo dai con này, ngọn em uốn này. Đấy. Ok luôn, dài 10 mét, tương đương khoảng tầm 5H. 5H đến 5H rưỡi gì đấy. Nhưng câu thì để cho bác câu chép thôi nhá, không câu chấm đen. Ngoại hình đẹp luôn. Full 10 mét nhìn cực chất các nhá. Sản xuất tại Ly Hông nhá, Nhật Bản. Cân nặng này. 440 gram thôi nhá, cũng khá ổn đấy. Khá nhẹ. Gọi là 1.56 ly. Mã số 7 này có giá là 1 triệu 9 luôn này. 10 mét về đánh chép luôn. Cái số 8 này. Số 8 làm chiếc cần của hãng Nissin, có chiều dài là 9 mét, độ cứng dòng này tương đương 5H. Tất cả những cái dòng cần dài là chỉ độ cứng tương đương chỉ được 5H các bác nhá, chỉ 5H thôi. Con này ngoại hình đẹp quá nhá. Ngoại hình khá là ổn đấy ạ. Đây, phôi đây các bác xem nhé, phôi tầm trung, chưa lau chùi gì, lau đi sạch sẽ khá ổn quá nhé. 9 mét của hãng Lixin, độ cứng tương đương 5H, dòng Super Aqua cũng khá nhẹ các nhé, 440 g. Con này là phôi khá ổn rồi đấy, cầu cho bác đánh chép nhé, gốc là gần 27. Gọi là 1.9 ly. Còn này các bác là 1 triệu 8 con này. Số 8. Sang mã số 9 này. À đây, số 9 làm chiếc cần đẳng cấp hơn nhá. Ở đây làm chiếc cần có chiều dài là 8m1, mang tên là HX của hãng Daiwa, sản xuất tại Nhật Bản. Phôi ngoại hình đẹp, con này được zoom chế độ từ 8m1 xuống 7m1, zoom 1m. Phôi bên trong sẽ màu đen, đầu sẽ có ngấn trắng như này. Đấy. À, con này thì làm chiếc cần cứng tương đương khoảng tầm thế này. Dòng này thì nó nhẹ lắm, con này nhẹ, siêu nhẹ các nhá. Cứng tương đương khoảng tầm 4 đến 5H. Độ lẩy cao. Nhưng mà không tải được cá lớn vì dòng này phôi rất mỏng các nhá. Phôi bên trong thì đẹp nhá, bóng bẩy đẹp đẽ. Nhưng mà cân nặng rất nhẹ. Lặng 260 g, dài 8m1, đang dòng nhẹ các nhá. Nhẹ là sẽ đắt nhưng mà sẽ yếu, chắc chắn sẽ yếu, các bác đánh cho bác cân đối nhá. Nhiều các bác cứ thích nhẹ về đánh cá to không anh đâu, không anh chăm đen đâu các nhá. Gọi là 1.6 ly. Mã thứ 9 thì giá là 2 triệu 2 các nhá. Đấy, con này ngon này. Rồi sang con thứ 10. Thứ 10 là một chiếc cần của hãng Daiwa, còn bao màu đỏ đẹp cho các bác. Ngoại hình mới tinh nhá, đây là một chiếc cần gần như chưa sử dụng. Sản xuất tại Nhật. Hai một chiếc cần hình con hạc này. Trên đầu vẫn còn cái chụp đầu cần zin. Rất đẹp, nhìn rất đẹp quá nhá, nhìn như cầm cái kiếm ấy. Ôi. Dài là dài 8 mét, độ cứng tương đương tầm 5H. Để cho bác đánh chép, dòng này đánh chép thì tốt lắm nhá. Con này đã có rất nhiều người mua cái cần này của em ở đây rồi. Con này thì khoảng tầm em bao 4 cây à. Ngọn rất ổn nhá. Con này ngọn màu đen. Con này cái ngọn ở trên ngọn cùng này nó đang bị bẩn bẩn một xíu này, chấm chấm trắng trắng này. Đấy, cái này có cạo liền hết nhá. Đấy, cái này cần mới không sử dụng nên là cái lớp bẩn nó vẫn bám vào đây. Các bác ngọn này, ngọn con này thì em khá là tự tin. Rất khỏe nhá. Đấy. Phôi bên trong thì mới tinh. Đây là chiếc cần để cho anh em đáng mua để câu chép, một chiếc cần mới của hãng Daiwa. Dòng này dòng săn chép tốt các nhá. Phôi dòng này phôi rắn, không phải phôi mỏng. À, cân nặng thì vừa phải. Đấy, và con này có chế độ zoom từ nhiêu nhỉ? Từ 8 m xuống 7 m nhá. Cần này là cần 8 m nhưng mà zoom được 7 m, có một thanh zoom luôn cho các bác. Cần không nữa làm gì, đẹp long lanh, còn bao còn hộp nguyên đai nguyên kiện.
này là cân nặng này. Gram thôi nhé, khá ổn nhé. Cân nặng vừa phải cho bác đánh. Đây này, các bác rút nóng ra, rút nóng vào, các bác rút nóng gốc trước cho em nhé, đừng để thanh nó ngọn lên trước. Ra ngọn lên trước thì hay bị dắt nóng. Rất nóng khá là nguy hiểm. Con này sẽ mang ngọn là 1.15 ly nhá. Con này ngọn nhỏ nhưng mà vẩy rất tốt nhá. Con này chịu được, nó không chịu ở ngọn mà nó sẽ chịu ở nóng thứ hai thứ ba rồi ra. Rồi cây thứ 10 này, 8m1 này, mã số 10. Con này có ra là 2.1 có nhé. Sang cây thứ 11 này, 11 làm chiếc cần của hãng Daiwa nữa. Đây làm chiếc cần cán vợt. Con này đã được chế thành cán vợt rồi các bác nhé. Con này bên trong lóng là người ta hạ, người ta câu thành cán vợt rồi. Giờ chiều dài của nó tương đương khoảng tầm 5m4 rồi này. Chiều dài gần 6m nhé, độ cứng cao để cho bác đánh, để các bác làm cái vợt bèo hoặc là các bác làm cán vợt. Rồi con này thì ok nhanh rồi, con này là một chiếc cần cán vợt. Cán vợt này có giá là khoảng tầm 600 thôi nhé, cán vợt này ngon nhé. Con này cán vợt của Daiwa luôn các bác nhá. Các bạn rút đây này. Daiwa này, đấy. Cán vợt mã số 11, sang mã thứ 12. Mã 12 nằm trước cần trong hộp luôn nhá, cũng trong hộp. Một chiếc cần Daiwa. Nhưng không biết hộp của nó hay không, để em rút ra chỉnh cho bác xem. Hộp rất đẹp. Rồi, đây nằm trước cần có chiều dài là 61, đúng zin luôn các bác nhé. Con này đang có một cái nóng phụ thì phải này. Đúng rồi. Con này đang còn dư một nóng phụ được các bác nhé. Không biết phải đóng vào nó hay không, nhưng trước mắt em thấy nóng phụ trong hộp đấy. Ở đây em chưa cần 61, hộp cũng 61 nhá, hộp zin này. Đấy. Một chiếc cần của hãng Daiwa, chất liệu carbon là carbon rút, phôi là màu xanh. Dòng này là một dòng độ cứng cao nhá, con này là độ cứng cao hơn, là độ thân lẩy tốt hơn. Để bác câu được cá tầm to hơn xíu đấy. Dòng này thu gọn thân rất nhanh, ngọn cũng khá là khỏe các bác này, ngọn này. Đấy, làm gì cần cái cần carbon nào bình thường như này. Con này chất liệu carbon rút đầy đầu, thế nên là phụ rất là khỏe nhá. 6m1 để cho bác đi câu cá chép ở hồ dịch vụ thoải mái luôn. Con này sẽ mang cân nặng này, 390g. Cái đít nhìn hơi xấu các bác nhá. Đít cái này không biết lý do gì nó có cái này. Hay bóc ra đi nhỉ, hay nó thế. Đít trong này nó thế các bác nhá. Đấy, con này thì sẽ đo cân nặng cho bác báo giá luôn này. Nặng là 390g, thân là dòng thân to nhá. Gốc là 29 ạ. Ngọn là 1.98 ly. Mã thứ 12. 6m1. Con này nắp đít hơi xấu các bác nhé. Mã thứ 12 này. Có ra là 900 các bác nhé. Đấy. Sáng thứ 13 nhé. 13 làm chiếc cần
của hãng Daiwa. Còn hộp, hộp nhìn ngoại hình khá là không được đẹp lắm, giá thì rất đắt nha, giá mới 10 triệu con này các bạn nhé. Em bóc xem con này là con gì nhá. Đây là chiếc cần Daiwa thuộc dòng đời khá là mới. Hôm trước em có bán cho con 81 dòng này, nhưng là dòng bản cao, bản cứng để săn hàng. Còn bản này là bản thường, bản này thì sẽ mềm hơn. Milazuki, một chiếc cần 81, zoom chế độ là zoom zoom 81 xuống 69 các bạn nhé. Phôi là phôi 2 da. Đấy, phôi là phôi 2 da các bạn nhé. Ngoại hình con này thì tầm bình thường, không quá đẹp nhá, tầm trung. Đấy, phôi 2 da cho các bác này. Dòng này được cái rất là nhẹ các bác nhá. Ngọn và mọi thứ đều zin tất. Độ cứng tương đương khoảng tầm 5H để cho các người chép thôi nhá. Độ lẩy cao. Con này hôm trước còn mã đẹp này em bán 4 triệu mốt là các bác chuyển khoản rồi nhá. Còn cần này ngày hôm nay thì nó ngoại hình tầm trung thôi, còn bao còn hộp đấy, nhưng mà không quá đẹp. Em sẽ đọc thông số và báo giá cho bác con này nhá. Con này bình thường, không đẹp lắm. Rồi, cây này sẽ mang cân nặng như sau. Có thông số đây không ta? À có chứ, nhỏ. Đây, đây là chiếc càn mang chất liệu carbon là 99%. Dài 8m1, zoom 69. Ngọn nặng là 315g. Độ cứng từ 2 đến 4H rồi. Ngọn là 1.4mm các bác nhá. Giá là 10 triệu nhưng mà con này ngoại hình hơi cũ. Con này các bác, con này là 2 triệu 2 thôi nhá. Con này đẹp thì vô giá lắm ấy, hơi xấu. Rồi bạn thứ 14 này. 14 làm chiếc cần mới, dài 9m. Con này giá mới đỉnh nhá các bác nhá. Giá mới con này 8 triệu con này đấy nhá. Một chiếc cần của hãng hãng gì nhỉ? Hãng Suzumi. Có chiều dài 9m. Chất liệu carbon là 98% và được trang bị chế độ là chế độ zoom 3 chế độ. Đây, một chiếc cần là dài 9m nhá, gần như là đời mới, mới tinh chưa dùng các bác nhá. Con này có chế độ zoom từ 9m xuống 8,5. Hình như chỉ có thế thôi thì vậy, đúng không? Ngoại hình Isang Ishimalo nhá. Ngoại hình mới tinh, không xước xác gì. Cứng tương đương tầm 5H để cho bác đi đánh chép. Đấy các bác, con này gửi chép khá là ok nhá. Ngoại hình con này thì mới tinh. Đấy các bác, chỉ cần xem thích cái khung của con này là chơi thôi. Còn không xước xác gì. Còn hộp, còn bao, có giá mới cho bác luôn. Đấy, giá mới con này thì đắt. Rất đẹp. Khoảng gần 8 triệu. Hơn 8 triệu. Con này con mã số 14. Sẽ mang chiều dài là 9m, nặng 310g, ngọn 1.4 ni, gốc 25.4, chất liệu carbon là 98%, và con này có giá là 2 triệu 2 con này các nhá, con này mới. Đúng rồi, sang con thứ 15 này. 15 là một chiếc cần Daiwa đúng không nhỉ? 1 này, 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15. Chỗ này sẽ bị delay mất hai cái số 12 rồi. Đấy, ai đáp ạ? Đúng không? 12, 13, 14, 15, đúng không? À, đây là một chiếc cần của hãng Daiwa. Một chiếc cần carbon rút các bạn nhé. Đây là một chiếc cần chưa sử dụng, mới. Đây, đây là cái zoom gốc của nó này. Con này thì sẽ được gồm một ngọn phụ này. Đấy, có ngọn phụ quá nhá, có lóng zoom và ngọn phụ luôn. Đấy, quá chất lượng nhá, một chiếc cần mới, bao hộp cần đầy đủ. Đây, nắp chụp cần còn đủ cho nhá, zin. Hôm nay có hai chiếc cần này đẹp, một chiếc cần đấy, một chiếc cần đỏ, một chiếc cần này đẹp, mới tinh thôi nhá, chưa dùng nhá, chưa sử dụng một tí nào luôn này. Lắp đi rất đẹp nhá, một chiếc cần dài 9m, độ cứng tương đương 5H, 5H rưỡi để cho bác đánh chép.
không phải san hàng, carbon dòng carbon gold, ngoại hình mới tinh, chưa sử dụng, mà chưa cần chưa sử dụng. Cái này thì đỉnh quá nhá, ấy. Nhưng bên trong là có một vết xước, một vết cọ sơn. Đấy, nóng khác thì ok, tương đối đẹp, chưa dùng quá nhá, nhưng mà vẫn có tí xước sơn, thế hoài hoàm. Ngọn ok luôn quá nhá, ngọn rất là ngon luôn nhá, con này bác đánh chép cực kỳ đỉnh nhá. Ngọn này có hai màu, một ngọn màu đen, một ngọn màu lâu. Đấy, một ngọn màu đen thì trong cần của một ngọn màu lâu nên là ngọn phụ đây quá nhá. Còn đây là cái zoom xuống 8m cho các bác. Đấy, các bác tháo long gốc này ra, các bác đút cái ngọn này vào thì thành một chiếc cần 8m để cho bác câu. Con này rất đẹp, đỉnh luôn nhá. Ô chết là tụt lắm, chết rồi. Rồi, con này thì vào việc. Có thông số người đợi em xíu. Không thông số, con này bóng cái tem của cái hộp. Cân nặng là 500g. Gốc 20 gần 29. Gốc thân ở trên carbon này khoảng tầm 28 thôi, nhưng mà thân gốc 29. Đây là chỉ cần mới tinh luôn, nhìn gần như mới tinh luôn. Ngọn con này ngọn 1.12 ly, ngọn này nhỏ thôi nhá. Em lấy nhắc chụp lại. Chứ cần đẹp nhá. Rồi. Con này đóng bao gọn gàng mà, trưng bày con này quá đẹp. Nắp chụp vào này. Zoom này, cái ống này nó sản xuất ra để đựng cái đầu này vào đây nhá, sinh ra nó rất là dài. Ấy. Con này mà vận chuyển là chuyển nó Viettel. CNT không chuyển các bạn. Mấy ngày hôm nay thì nhà đang quá nhiều việc, em vừa bán hàng cho bác, lại vừa xây nhà, khá mệt. Rồi, cây thứ 15 này, đợi em xíu, để em lấy cái tem. Đâu nhỉ? Đây. Mã thứ 15, ô quá rồi mà. Giá là 2.500.000 đồng con này các bác nhá. Mã 15. Cái cuối cùng này, cái cuối cùng là cây 16. Đây, cây này vẫn còn nguyên hệ thống gửi hàng bên Nhật về cho em các bác nhá. Tên của em là Thế Anh này, Văn Anh này. Đấy. Đây là một chiếc cần của dòng Gamma Katsu, Gamma Katsu màu xanh dương cực đẹp quá nhá. Đây là một chiếc cần em săn khá là ngon, một chiếc cần Gamma. Đây. Đây, Gamma cho bác nhá. Lắp đít cũng Gamma, Gamma thì cái lắp đít nó sẽ không giật đẹp được, rất là bình thường. Coi nhá, lắp đít Gamma. Đấy. Dòng này dòng 2 carbon. Một chiếc cần dài ở đây là dài 7m2. Con này lúc nãy về em đã test ra em vẩy độ vẩy rồi quá nhá. Con này làm chiếc cần độ cứng tương đương khoảng 6H các bác, gần 6H. Để các bác đánh chép vẫn không săn được hàng nhá. Dòng này thì dòng Nhật thì sẽ không ít săn hàng lắm. Để tháo đi cho bác xem phôi gốc này. Con này em khá là ưng nhá, để các bác đi săn chép con này rất ổn nhá, phôi cũng khá là dày đấy ạ. Đấy. Cần này đã được sử dụng rồi nhé. Chỗ này là một chỗ đạn hơi bị chấm chấm ở gốc này do người câu, chắc là dắt lóng dỗ xuống đất hơi tước tí tí nhé. Đấy, chung quy lại này đẹp 7m2 để cho bác đi săn hà săn chép lộ cái quẹt săn hà không săn được hàng đâu nhé. Con này sẽ mang cân nặng và giá này. Nặng là 470g, dòng này là phôi gọn, dòng phôi khá dày để câu chép thoải mái nhé. Con này ngọn này, ngọn là 1.66 ly. No, cho ba báo giá. Giá dòng cần tay dài thì đợt này nó không có hàng quá đỉnh, giá sẽ tầm mềm cho bác chơi thôi.
Đấy, con mã cuối cùng có ba con hộp đàng hoàng nhá. Này đúng ba của nó luôn nhé, ba dòng dòng này thì nó sẽ hay có cái cục ô này. Mã thứ 16. Con này có giá là 1.800.000. Đó. Đấy, hôm nay lên bác tổng cộng là 16 cây cần tay và một số cây cần linh tinh này. Đấy, giá cả thì nó khá là hợp lý cho bác chơi thôi. Cái ngọn này là ở trong chiếc cần nào nhỉ? Như cần này. Cái ngọn này thì ở trong cái cần này. Đấy. Hẹn bác vào những clip tiếp theo nhé. Bye bye.